Mình không có thời gian làm cho nên là cũng không cắt chỉnh uốn nắn được nhiều lần, thế cho nên là không làm được. Hôm nay mình tiến hành cắt để mình làm xem nó ra làm sao. Mọi người theo dõi video của mình nhá. Vàng nhá, vừa có tổ ong vàng bay rất là nhiều.
Cắt đã xong nhá, bây mình quay sát lại cho các bạn xem. Đấy, dáng cây đấy. Ở dưới sát gốc thì nó phanh là 70 nhá. Cái đoạn giữa giữa thì nó lại lên 80. Đến cái ngang kia là 70, còn lên cao vút là 101. Đây, quay sát này. Đang bị sẹo rồi. Đấy. Cái này đang tính không biết làm bonsai hay làm tán này. Đấy.